lâu thì vừa mới thành. Ban tổ chức đề nghị quý khán giả khu vực khán đài D đối với khán đài D1 đóng cửa. Ôi trời ơi. Ôi lại
Thank you.
hai nhịp giống như quân bạn bạn viên rồi các bạn rồi. Thank you.
bỏ ở đây. Cầu này dân ngang với cầu điện gà đấy. Thank you.
phun hết rồi đây. Đấy, cái kia rồi. Cái kia rồi xem. Bất nhân thì cái bản muộn là hết rồi đấy. Cái đỏ rồi. Cái đỏ rồi. Cái đỏ rồi. Đi lâu. Giờ mày bỏ con mày mới vào đây mình mày là bạn cũng được làm đây ấy còn chưa thế rồi cũng được. Tốc của mấy bọn bắn hết người, tốc của nó cao, tốc của nó dưới nhiều, tốc rất bắn hết người. Đánh 2 trận, 3 trận. Oh,
chẳng còn như pha đầu quân này đi đánh giải đây để múa được, biểu diễn được, mới quảng cáo được. Đánh cá thì cũng được quảng cáo nào. Mình đâu ai tập với mình đâu có người qua tham đi chưa rồi mình chưa người tập sao đâu đỏ đến pha thì đâu dễ chờ. Yeah.
nhậu hết. Quay tay à? Còn không? Quay à? Ê, rồi. Anh quá. Thành công rồi, dã 2010 diệt luôn nha anh. Right, there's a little bit of time.
Thank you.
lên vào cái đấy là mình được 18 cái sáu nó bán rồi không?
thì mình được 18, 16 rồi mình chạy thắng. Các bạn áp lực khán giả hô to quá. Thì sao cậu hô rồi? Đó bạn nói rồi. Why? Bảo rồi, ông Văn Hưu đi chiều anh sang anh chơi, anh kêu ông Văn đi. Tăng lương kìa, đi đây cùng nước là khu quen mẹ. Cái gì kìa? Macao bệt. Thôi đến 200